Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trong mấy ngày vừa qua, tình hình Bangladesh đang diễn ra vô cùng phức tạp. Mọi thứ đang chìm trong bạo loạn. Một số người thì cho rằng đây là cách mạng màu, số thì nói rằng đây là một thiên an môn thứ hai. Vậy thì mọi thứ đang diễn ra như thế nào? Tại sao Bangladesh lại rơi vào cảnh hỗn loạn như bây giờ? Hãy cùng đi tìm hiểu từng nguyên nhân một nhé. Vào sáng ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua, cả thế giới không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin bà Hasina, thủ tướng Bangladesh, buộc phải lên trực thăng để tháo chạy khỏi đất nước của mình, nơi mà bà đã ở trên đỉnh cao quyền lực suốt hơn một thập kỷ vừa qua. Mặc dù người ta dùng từ rời khỏi đất nước, thế nhưng đúng nghĩa thì đây giống như một cuộc tháo chạy trước sức ép dữ dội từ làn sóng biểu tình bạo lực và mất đi sự ủng hộ từ cánh quân đội. Điều gì đang xảy ra tại quốc gia Nam Á này? Sao mọi thứ đã đột ngột như vậy? Để biết chính xác điều gì vừa xảy ra, có lẽ chúng ta cần phải quay lại khoảng thời gian hơn một tháng trước đó. Vào tháng 7 năm 2024, sinh viên Bangladesh đã xuống đường tuần hành để phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch viên chức. Cụ thể thì Bangladesh đã dành hơn một nửa chỉ tiêu tuyển dụng viên chức hàng năm cho các nhóm đặc quyền như con của các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi Pakistan năm 1971. Sau khi giành độc lập từ Pakistan năm 1971, Bangladesh đã quyết định tôn vinh những quân nhân đã đấu tranh vì tự do bằng cách dành tới 30% chỉ tiêu tuyển viên chức mỗi năm cho con em của họ. Và chính sách này được thiết lập vào năm 1972 bởi Thủ tướng Sheikh Mujibur Rahman. Ông là cha đẻ của Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và từng là Tổng thống đầu tiên của Bangladesh và sau đó là Thủ tướng Bangladesh từ ngày 17 tháng 4 năm 1971 cho tới khi ông bị ám sát vào ngày 15 tháng 8 năm 1975. Tại Bangladesh thì công việc viên chức được coi là những công việc ổn định và có thu nhập cao hơn nhiều ngành nghề khác. Và trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này đang tăng cao, thì việc tìm được một công việc trong chính quyền là niềm mơ ước của rất nhiều người trẻ tại Bangladesh. Thế nhưng mà chính sách phân bổ chỉ tiêu viên chức kiểu này đã gây tranh cãi cho rất nhiều sinh viên, thanh niên. Họ cho rằng chế độ phân biệt đối xử chỉ ưu tiên một nhóm đặc quyền đặc lợi, nhất là những người ủng hộ đảng liên đoàn Awami cầm quyền của Thủ tướng Hasina là vô cùng bất công. Và chính điều này đã làm dấy lên phong trào biểu tình kêu gọi phải cải cách chính quyền, cải cách chính sách tuyển dụng viên chức từ năm 2013 và 2018. Họ kêu gọi xóa bỏ chính sách ưu đãi hiện tại dành cho các cựu chiến binh và con em của họ. Trước làn sóng biểu tình như vậy, chính quyền Bangladesh đã đồng ý cải cách. Thế nhưng vấn đề đặt ra đấy là được lòng bên này thì lại mất lòng bên kia, khi các cựu chiến binh lại đồng loạt đệ đơn kiện lên tòa thượng thẩm Bangladesh. Và kết quả là tháng 6 năm 2024, tòa đã ra phán quyết là xóa bỏ chính sách trước đó của chính phủ. Thay vào đó, chính phủ đã phân bổ chỉ tiêu viên chức giống như hồi năm 1972. Đó là 30% dành cho thân nhân của cựu binh, 10% dành cho phụ nữ, 5% dành cho cộng đồng người bản địa, 1% dành cho người khuyết tật. Và phán quyết này đã lập tức làm dấy lên sự phản đối từ sinh viên trong bối cảnh tỷ lệ thanh niên Bangladesh thất nghiệp ở mức rất cao. Sau đại dịch Covid-19, kinh tế của quốc gia này bị chững lại, tỷ lệ lạm phát thì tăng cao, thất nghiệp thì lan rộng. Ước tính là có khoảng 18 triệu thanh niên Bangladesh đang khó khăn trong vấn đề tìm việc. Trong khi đó thì các sinh viên cho rằng việc ưu tiên cho con cháu của các cựu chiến binh là đang góp phần đạp đổ chén cơm của họ. Và mọi thứ đã đi dần từ biểu tình ôn hòa sang bạo loạn. Và đỉnh điểm là ngày 21 tháng 7, cuộc đụng độ đã khiến cho 100 người thiệt mạng, 10.000 người bị bắt, buộc tòa án tối cao Bangladesh phải hủy phán quyết của tòa thượng thẩm, tuyên bố 93% chỉ tiêu viên chức nên dùng để tuyển dụng theo năng lực, chỉ có 5% là dành cho gia đình cựu chiến binh, 2% dành cho các khu vực kém phát triển. Phán quyết khôi phục Internet và nới lỏng lệnh thiết quân luật, chính quyền hy vọng rằng tình hình sẽ được hạ nhiệt. Thế nhưng, tình hình sau đó thì đã ngược lại khi người biểu tình vẫn chưa chịu dừng lại. Đúng lúc này thì một nhân vật đối lập đã xuất hiện, đó là Muhammad Yunus, lãnh đạo của chính phủ lâm thời hiện nay ở Bangladesh. Những phe này liên tục đi bài chỉ trích chính phủ dùng bạo lực và kêu gọi thêm nhiều người khác xuống đường biểu tình hơn. Chính phủ của bà Hasina đã quay sang cứng rắn hơn. Bà cho rằng thanh niên biểu tình là những kẻ phá hoại
cần phải được xử lý bằng bàn tay sắt. Và thế là những lời đe dọa của chính phủ đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho nhiều người biểu tình hơn, họ dâng lên như thác đổ. Và tới lúc nhận ra sai lầm thì đã muộn. Bất chấp việc Thủ tướng Hasina đã phải xuống thang đàm phán vô điều kiện với thủ lĩnh sinh viên. Tuy nhiên, ván bài chỉ thực sự ngã ngũ khi ngày 4 tháng 8, quân đội tuyên bố trở cờ và không can thiệp ủng hộ Thủ tướng Hasina và nội các. Các tướng lĩnh quân đội đã thông báo với chính phủ rằng họ sẽ không ngăn cản sinh viên tiến vào thủ đô nữa. Và kết quả là chúng ta thấy chuyến bay cất cánh khỏi thủ đô của Bangladesh. Nói thêm một chút về bà Hasina. Bà này lần lượt làm thủ tướng từ năm 1996 đến năm 2001 và năm 2008 cho tới nay. Hồi tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Bangladesh đồng thời là người đứng đầu liên đoàn Awami, viết tắt là AL, bà Sheikh Hasina đã tuyên bố tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 sau khi đảng của bà giành được hơn 50% ghế trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 1. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, bà được ca ngợi vì đã từng dẫn dắt đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Bangladesh từng bị coi là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và bị Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gọi là một trường hợp không thể cứu vãn về kinh tế. Dù vậy, thì dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hasina, Bangladesh từ năm 2009 đã đạt mức tăng trưởng trung bình hơn 6% một năm. Tình trạng đói nghèo của quốc gia này cũng đã giảm mạnh. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Bangladesh đã vượt trên Ấn Độ. Tuy nhiên, bà thì cũng đã bị chỉ trích vì những quyết định quá cứng rắn, cũng như khiến người Mỹ và phương Tây tỏ ra lo ngại. Cụ thể thì trong một thập kỷ vừa qua, tổng cộng có 5 lãnh đạo Hồi giáo hàng đầu và một quan chức cấp cao của phe đối lập ở Bangladesh đã bị tử hình vì cáo buộc với các tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến tranh giành độc lập hồi năm 1971. Và nguyên văn câu chuyện thì nó là như vậy. Còn về việc Mỹ hay phương Tây có can thiệp và cách mạng màu có xảy ra hay không thì điều này không phải là không có cơ sở. Ví dụ như là trường hợp của Muhammad Yunus, người được các thủ lãnh sinh viên ủng hộ, là người có mối quan hệ mật thiết với các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Mỹ. Muhammad Yunus đã được nhận học bổng Fulbright của Bộ Ngoại giao Mỹ, được nhận huân chương tự do của Tổng thống Mỹ vào năm 2009 và huân chương quốc hội năm 2010. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington từ lâu đã ngưỡng mộ và ủng hộ những thành tựu quan trọng của giáo sư Yunus. Trong khi đó thì tại quê nhà, Yunus đã bị buộc tội trong nhiều vụ án có liên quan tới tham nhũng và tội phạm tài chính. Ví dụ như là vào tháng 3 năm 2011, Yunus đã bị cho thôi việc ở nhà băng Ramen với lý do là tuổi già. Ông đã đưa việc này ra tòa nhưng không thành công. Tuy nhiên thì đây là kế an dân thôi, vì nhà băng này đã từng bị chỉ trích và bị người dân Bangladesh phản đối vì các cáo buộc cho vay nặng lãi. Một cơ sở nữa về con người này, đó là sau khi bị cho thôi việc, Hoa Kỳ và Bangladesh lại đồng thời rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao khá là trùng hợp. Năm 2011, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã từ chối gặp Thủ tướng Sheikh Hasina trừ khi mọi hành động pháp lý chống lại Yunus bị đình chỉ. Tới năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu lên mối lo ngại về việc ông Yunus bị truy tố vì tội trốn thuế. Tới năm 2017, tờ Observer đưa tin rằng bà Hillary Clinton ủng hộ ông Yunus vào năm 2011 và thậm chí còn yêu cầu chính phủ Hasina không được loại ông Yunus khỏi vai trò giám đốc điều hành tại Gami Park. Tới năm 2023, ông Obama và bà Clinton cùng với nhiều đảng viên dân chủ hàng đầu khác đã ký một lá thư gửi Thủ tướng Hasina để ngăn chặn các vụ kiện tụng chống lại Yunus. Và tới năm 2024, lại có 12 thượng nghị sĩ Mỹ khác đã gửi một lá thư có cùng yêu cầu tới Thủ tướng Bangladesh về vấn đề liên quan tới Yunus. Hiện nay thì tình hình Bangladesh có thể tóm gọn là hỗn loạn, dù chưa tới nỗi như Myanmar, đó là xảy ra nội chiến và ly khai. Nhưng theo cập nhật, thì những cuộc biểu tình nhắm vào chính phủ đã dần chuyển sang tấn công các cơ sở kinh doanh, cơ sở tôn giáo và các cộng đồng dân tộc thiểu số. Bạo lực thì vẫn đang tiếp tục diễn ra nhắm vào các cộng đồng thiểu số. Theo Hội đồng Liên hiệp Hindu, Phật giáo, Thiên Chúa giáo Bangladesh, các đền thờ, nhà dân và các cơ sở kinh doanh của người theo Hindu giáo đã bị tấn công và đốt phá trên khắp các địa phương như vùng Đông Bắc Panchagap, Dinajpur, Rangpur, Borguna và Siraganj, Baksepur và Kisoregan, Tây Jaso
Magura và Narai, v.v. Nhà của một số người nổi tiếng theo Hindu giáo, như ca sĩ Rahul Anand, cũng đã bị thiêu rụi. Ngày 6 tháng 8, Tổng thống Mohammed Shahabuddin đã ra lệnh giải tán quốc hội và trả tự do cho nhà lãnh đạo đối lập Khaleda Zia đang bị quản thúc tại gia. Hiện thì chưa rõ bà Zia, 78 tuổi, sẽ trở lại chính trường hay không. Cựu thủ tướng Sheikh Hasina hiện đang trú ẩn ở Delhi, Ấn Độ. Theo con trai bà này, thì bà Hasina đã quá mệt mỏi và sẽ quyết định nghỉ hưu. Anh này cũng cho biết bà Hasina hiện chưa đăng ký tị nạn tại bất cứ quốc gia nào. Nhiều nguồn tin dự đoán rằng bà Hasina đang xem xét xin tị nạn ở Phần Lan, Nga hoặc Anh Quốc, nơi mà em gái bà Hasina có quốc tịch và cháu bà này hiện còn là thành viên của Quốc hội Anh. Một nguồn tin khác của tờ New 18 cho biết Mỹ thì đã hủy bỏ visa của bà Hasina, đồng nghĩa với việc bà này không thể bay tới Mỹ. Hoa Kỳ cũng lên tiếng hoan nghênh động thái điềm tĩnh của quân đội Bangladesh và mong muốn tình hình sẽ ổn định nhanh chóng. Ngoài ra thì những nhóm biểu tình đã phá hủy tượng của cựu tổng thống Sheikh Mujibur Rahman, người cha sáng lập của Bangladesh, và nhiều công trình tưởng niệm của chiến dịch độc lập. Hiện nay, bạo loạn vẫn đang diễn ra ở Bangladesh và mọi thứ thì đang xoay dần từ đòi hỏi dân chủ sang cướp phá các công trình công cộng và tài sản quốc gia. Nói chung thì khi một sự việc như này nổ ra thì bên nào cũng có lỗi cả. Phe chính phủ thì cũng không hoàn toàn đúng. Uống nước nhớ nguồn là điều tốt, thế nhưng phải dựa trên cơ sở thực tiễn. Ví dụ như ở Việt Nam, mình thì không làm việc trong Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nên không thể nắm rõ được tất cả những chính sách của nhà nước dành cho các cựu chiến binh. Tuy nhiên thì ngay ở nơi mình sinh sống thôi, mình cũng thấy nhà nước Việt Nam làm rất là hợp tình hợp lý với việc hỗ trợ các khoản lương hưu. Ngày kỷ niệm thì luôn được nhà nước tri ân, nhưng không làm quá khi mà con cái của các cựu chiến binh đi thi, đi làm cũng được cộng điểm hay là miễn giảm tiền học phí là cùng, chứ không có chuyện ưu tiên 100% vào trong công chức. Và trên đây là tóm tắt toàn bộ vụ bạo loạn ở Bangladesh. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử của họ kể từ ngày tách ra độc lập. Chỉ mong rằng mọi thứ sớm qua đi và hòa bình sẽ được lặp lại.